Chào buổi sáng quý vị khán giả, mình chúc quý vị sẽ có một ngày thật nhiều sức khỏe khi đến với chương trình Bác sĩ của bạn. Thưa quý vị, khi nhắc đến nhóm đối tượng người cao tuổi, có lẽ chúng ta sẽ nhắc tới bằng cả tình yêu thương của mình. Bởi vì đây thường sẽ là ông bà, là cha mẹ của chúng ta. Và đã cao tuổi thì ông bà thường hay đối diện với khá nhiều những căn bệnh khác nhau. Và trong đó thì có một cái căn bệnh có tên là phù chân ở người cao tuổi. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu để có thể chăm sóc tốt cho sức khỏe của ông bà nhé. Trước tiên sẽ là tiểu phẩm của chương trình, mời quý vị cùng xem. Bình thường á, là cô Hưng cũng đâu có cho mình leo cây đâu, cô đúng giờ lắm mà ta. Cô Hưng, con đây nè, con đây. Trời nè. Ơi, không hứa là tôi không có đi đâu. Ủa, Hưng cô sao vậy? Ôi trời ơi, mệt quá, cho ngồi cái ra. Ngồi cái đây. Giờ tính. Ủa, sao vậy cô? Kêu cho ly nước uống đi rồi mới ấy nè. Ly nước hả? Ừ. Này cô uống liền. Đi, dạ. Uống liền đi con. Mới kêu chưa uống. Trời ơi. Mới kêu chưa uống, kêu ly khác. Chưa uống ha? Dạ, dạ. Chứ để uống rồi tôi uống vô là bệnh tôi đó. Dạ không có đâu. Em ơi cho thêm ly sữa chua nữa. Ừ, cảm ơn em. Cô sao vậy? Con bị gì? Cô bị gì vậy hả? Tại cái chân của cô nó đau. Chân đau hả cô? Nè con sao coi vậy? Nè. Tự nhiên cái nó sưng lên hết trơn vậy nè đó. Con coi. Ừ. Trời đất ơi. Cô ơi sao cái da của cô nó bị căng lên mà kích nó đổi màu luôn rồi nè. Ừ. Rồi nó bị phù lên rồi trời ạ. Đó bị vậy mà đi không có được đó. Nhấn lên cái nó lún xuống rồi. Ừ. Cái này bị cái gì nguy hiểm rồi đó nha. Cô biết cô bị gì không? Đâu có bị gì đâu. Không biết luôn. Đi khám chưa? Chưa. Ủa con Thủy nè. À, chào cô. Ừ, ngồi đây chị. Ủa. Con vô cô không vui hả? Không. Cô đang lo. Hả? Cô lo cái gì? Lo cái chân. Cái chân cô sao vậy? Bị sưng lên. Bị đổi màu. Rồi. Nguy hiểm, không biết vậy là té. Ai xô cô té, cô nói con xử lý cho. Cô đâu có phải mà ai xô cô. Trời ơi, mày nhìn cái miệng cô vậy có ai dám xô cô không? Ủa vậy chứ sao cô nhăn nhó rồi cái chân cô đau lại sao? Không có ai xô cô té hết trơn á. Tại cái chân cô tự nhiên nó sưng. Nè mà coi nè, ai đó đó giờ ơi. Nó đổi màu luôn nè. Trời ơi. Lúng luôn nè. Cô ơi, giờ cô cho con hỏi nha. Ừ. Buổi tối á là cô có bị ngứa nè, rồi cái khớp nó có bị cứng không cô? Cái đó có đó. Rồi có bị nóng nè, rồi rát nè, rồi nhiều khi nó khó khăn đi lại rồi này kia nọ không cô? Cái đó khó đó, có luôn. Ừ, mà cô cảm thấy đó ha, cái tự nhiên á, cái nó sưng lên. Sưng lên rồi cái nó đổi màu. Dạ. Nó đổi màu rồi cái nó kỳ lắm. Nhấn tới đâu cái nó lúng. Nó lúng đó thì ghê lắm. Đó là vậy thôi chứ không có gì chứ. Mà lắm lúc đó nó đau lên tới gần tới trên này nữa nè. Trời ơi, vậy là con biết cô bị cái gì rồi. Bị gì? Cô bị phù chân. Phù chân ở người lớn tuổi? Đúng rồi. Tại sao cũng biết cô bị như vậy? Tại vì bác hai con ở dưới quê. Ừ. Mới lên đi khám bệnh. Đó, cái tình trạng y như cô, tuổi cũng chặt chặt cô luôn. Mà cái này nó có nguy hiểm không? Thì con nghĩ là để lâu cũng phải nguy hiểm. Giờ như vậy đi, con sẽ chở con đi khám bác sĩ ha. Rồi có gì bác sĩ dặn rồi cái mình về mình uống thuốc, mình nghỉ ngơi hợp lý. Dạ. Là nó sẽ từ từ hết thôi. Thôi nhưng mà sợ quá không dám đi. Thôi, cô Hương á đừng có lo, cô Hương cứ đi. Tại vì hả bác hai của con dưới quê á không lên đây nè, đi tới gặp bác sĩ nè, bác sĩ khám nè, tư vấn nè, rồi hả cho uống thuốc nè, điều trị theo phác đồ của bác sĩ nè đó. Bây giờ cái chân là hết còn sưng rồi, đi lại vẫn hơi khó khăn chút xíu tại vì mới hết. Đó, xong rồi cứ từ bình thường là bây giờ khỏe mạnh, không có bị gì hết. Chứ mà nha, con nghe bác hai con nói á, mà giống như mấy người lớn tuổi á, giống như cô Hương vậy nè, sợ vô bệnh viện, y, đó, mua thuốc tầm bậy tầm bạ ngoài uống, hoặc là đắp lá, đắp đồ lên, tưởng đâu là bị bong gân nữa, nặng hơn. Mình phải đi khám. Dạ. Rồi bác sĩ cho mình uống thuốc gì, mình phải uống thuốc nấy. Dạ đúng rồi. Không nghe lời mà đắp đồ bậy bạ, đừng uống thuốc bậy bạ. Đúng. Dạ đúng rồi. Vậy thì mình phải đi bệnh viện liền. Đi. Và bây giờ thì thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đông Lập sẽ chia sẻ ngay với quý vị về căn bệnh phù chân ở người cao tuổi là căn bệnh như thế nào và cách chăm sóc cho người thân của chúng ta ra sao quý vị nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Diễm Loan, xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Bác sĩ của bạn ạ. Thưa bác sĩ, phù chân ở người cao tuổi nó là căn bệnh như thế nào ạ? Thật ra phù chân chỉ là một triệu chứng biểu hiện ra bên ngoài của các bệnh lý tiềm ẩn bên trong cơ thể. Cái hiện tượng này nó do sự tích tụ chất lỏng ở cái vùng mô lỏng lẻo ở vùng như là mu bàn chân, cổ chân hay là cẳng chân.
mà do cái tình trạng lượng dịch trong cơ thể chúng ta quá dư thừa, hoặc là do thiếu những cái chất mà có khả năng giữ dịch ở trong lòng mạch như là thiếu đạm. Dạ, như vậy thì nguyên nhân chủ yếu của căn bệnh này sẽ là gì ạ? Có rất nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng phù chân ở người cao tuổi, có thể bắt đầu từ những cái bệnh lý thông thường hoặc là những bệnh lý có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu như chúng ta không có phát hiện và điều trị kịp thời. Các bệnh lý thông thường thường gặp ví dụ như là suy van tĩnh mạch chân, hoặc là những bệnh lý như về suy tim, bệnh lý suy thận, hội chứng thận hư, hay là bệnh nhân có những tình trạng như là xơ gan. Ngoài ra thì có một loạt số loại thuốc như là điều trị thuốc giảm đau hoặc là những thuốc tăng huyết áp có thể gây tác dụng phụ, gây ra tình trạng phù chân ở người cao tuổi. Về tình trạng dinh dưỡng thì cũng có những bệnh nhân thiếu dinh dưỡng nặng cũng gây ra tình trạng phù chân, hoặc do tình trạng tắc những cái mạch bạch huyết do dung chỉ cũng gây ra tình trạng phù chân. Ngoài ra thì bên cạnh những nguyên nhân thông thường thì cũng có những nguyên nhân gây tình trạng phù chân cấp tính như là thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở chân cũng gây ra hiện tượng phù chân và đe dọa đến tính mạng của người bệnh. Dạ thưa bác sĩ, nói là căn bệnh phù chân, vậy thì Loan nghĩ cái triệu chứng đầu tiên mình thấy là chân của bệnh nhân sẽ bị phù. Thế thì ngoài ra thì còn có những cái triệu chứng gì khác nữa để nhận diện bệnh này, tránh nhầm lẫn với những bệnh khác không ạ? Thì phù chân nó là một biểu hiện của nhiều bệnh lý, nên là phù chân có thể kèm theo những cái triệu chứng khác nhau mà gợi ý những cái bệnh. Ví dụ như là bệnh nhân có tình trạng bị suy tim đi, bệnh nhân bị phù chân, thì ngoài ra bệnh nhân còn có những triệu chứng như là thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, khó thở và bệnh nhân phải nằm đầu cao để dễ chịu hơn. Hoặc nếu mà bệnh nhân do nguyên nhân là bệnh nhân bị xơ gan, thì hiện tượng phù chân sẽ kèm theo tình trạng bệnh nhân có những cái tình trạng như chướng bụng, bán bụng nè, bệnh nhân có vàng da, vàng mắt. Hoặc những bệnh nhân có tình trạng như bị suy thận thì bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng kèm theo như bệnh nhân sẽ bị tiểu ít và bệnh nhân sẽ bị tiểu đêm nhiều lần. Còn đối với tình trạng như bệnh nhân bị suy van tĩnh mạch chi dưới, ngoài triệu chứng phù chân, bệnh nhân sẽ luôn cảm giác là chân mình nặng nè, mỏi nè, thậm chí nếu ở giai đoạn muộn bệnh nhân sẽ cảm thấy là những cái tĩnh mạch ở chân của mình bị nổi gồ lên, hay dân gian người ta hay gọi là nổi gân xanh ở vùng chân vậy đó. Còn nếu để giai đoạn muộn hơn nữa thì tình trạng phù chân tiến triển thì bệnh nhân sẽ có thay đổi cảm giác ở vùng chân, nóng rát, sưng nóng, đỏ đau hoặc là loét ở vùng chân nữa. Dạ, và nếu như cái căn bệnh này không được tiến hành điều trị thì nó sẽ nguy hiểm ra sao thưa bác sĩ? Ví dụ như những bệnh nhân mà phù chân liên quan tới tình trạng suy tim, tình trạng xơ gan, tình trạng suy thận thì chúng ta nên đến gặp bác sĩ để điều trị ổn định những bệnh lý đó. Nếu không điều trị ổn định cái bệnh lý nền á, thì tình trạng phù chân sẽ diễn tiến và thậm chí là gây biến chứng đến những cơ quan mà bệnh nhân mắc phải. Còn đối với tình trạng như bệnh nhân bị suy van tĩnh mạch thì chúng ta không điều trị thì tình trạng nặng dần. Thì thứ nhất về thẩm mỹ là cái tĩnh mạch ở vùng chân nó giãn gồ lên, bệnh nhân sẽ khó khăn, giả sử như bệnh nhân nữ mà muốn mặc váy mà tình trạng nổi gân xanh, tĩnh mạch nổi quá thì nó mất thẩm mỹ. Còn nếu như về mặt biến chứng bệnh nặng hơn, ngoài cái tình trạng thẩm mỹ thì có thể xuất hiện những triệu chứng như là loét da nếu bệnh nhân không điều trị, do cái vùng giãn tĩnh mạch nó không có được tuần hoàn lưu thông và nó sẽ giảm thiểu dưỡng ở vùng đó, nên nó sẽ gây tình trạng loét da. Dạ, và căn bệnh phù chân ở người cao tuổi có trường hợp nào là tự điều trị tại nhà được hoặc là tự khỏi hay không ạ? Thì trước tiên chúng ta phải nhận định một vấn đề rằng phù chân chỉ là một triệu chứng, nó là một cái biểu hiện bên ngoài của nhiều bệnh lý nền. Do đó khi mà mắc bị phù chân thì người bệnh nên đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và chẩn đoán và điều trị nguyên nhân đặc hiệu. Cái việc mà bệnh nhân có thể điều trị tại nhà nó chỉ tập trung vào cái việc là bệnh nhân giảm triệu chứng, cải thiện cái khả năng vận động và đi lại cho người bệnh bằng các biện pháp không dùng thuốc. Ví dụ như bệnh nhân có tình trạng phù chân nặng thì chúng ta kêu bệnh nhân là có thể là kê cao chân khi mà nằm ngủ nè, khi nằm nghỉ nè, hoặc là bệnh nhân tránh cái tình trạng đứng lâu. Tại khi đứng lâu thì trọng lượng cơ thể sẽ dồn và cái hồi lưu tĩnh mạch sẽ kém, đặc biệt ở những bệnh nhân có phù chân thì tình trạng phù chân sẽ nặng lên. Hoặc là chúng ta có thể là xoa bóp với vùng chân đó một cách nhẹ nhàng để cho hỗ trợ cái việc hồi lưu tĩnh mạch cho người bệnh. Dạ, còn nếu như bệnh nhân đến gặp bác sĩ và được tiến hành điều trị tại bệnh viện thì việc điều trị diễn ra như thế nào ạ? Nếu người bệnh đến với gặp bác sĩ thì bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng của bệnh, người bệnh này phù chân do nguyên nhân gì, được thăm khám với các bác sĩ chuyên khoa để điều trị ổn định cái bệnh lý nền. Còn đối với tình trạng bệnh nhân có tình trạng như là suy van tĩnh mạch thì giai đoạn đầu người bệnh có triệu chứng còn nhẹ nhàng, chưa có tình trạng nặng chân hay là khó chịu ảnh hưởng đến sinh hoạt thì sẽ khuyên bệnh nhân sẽ thực hiện các biện pháp không dùng thuốc như đã đề cập ở trên. Còn nếu như tình trạng nặng hơn mà bệnh nhân cảm thấy khó chịu hoặc là tình trạng tĩnh mạch nổi rõ thì có thể xem xét việc dùng thuốc, hoặc xem xét thêm cái tình trạng là có thể là xem can thiệp ngoại khoa cho người bệnh bằng cách là có thể là cắt bỏ cái tĩnh mạch bị giãn ở đi. Dạ, và căn bệnh này mình có phòng ngừa được ngay từ đầu hay không thưa bác sĩ?
Đối với việc phòng ngừa cái tình trạng phù chân thì thứ nhất là chúng ta phải phòng ngừa mắc các bệnh lý nền như là bệnh lý tim mạch, bệnh lý thận hay là bệnh lý gan bằng cách là tăng cường cái chế độ sinh hoạt, vận động của người bệnh nè, tăng cường ăn rau xanh, củ quả, hạn chế ăn nhiều muối, hạn chế ăn các sản phẩm chế biến sẵn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ tập cái thói quen là hạn chế là tránh đứng lâu. Nếu mà người bệnh đứng lâu nhiều á, thì tình trạng sẽ phù chân. Nên là hạn chế đứng lâu. Khi chúng ta ngồi lâu thì chúng ta lâu lâu khoảng 30 phút chúng ta đứng dậy, chúng ta đi lại xíu cho cái tình trạng cơ cơ bắp nó vận động hơn. Ngoài ra chúng ta có thể thực hiện các biện pháp hoạt động tại nhà như là các bài tập về cơ xương khớp. Tiếp theo, đối với những tình trạng bệnh nhân mắc các bệnh lý mà phải nằm lâu tại giường, hạn chế cử động thì chúng ta nên khuyên người bệnh là vận động tại giường hoặc với sự hỗ trợ của người nhà giúp cho bệnh nhân là cử động cái vùng chân của mình nhiều hơn, tránh tình trạng là ứ trệ tuần hoàn. Ngoài cái việc phòng ngừa phù chân, cái việc vận động tại giường như vậy nó còn giúp cho bệnh nhân phòng tránh cái tình trạng là thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Mà một trong những nguyên nhân gây phù chân là thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch là những nguyên nhân nguy hiểm mà có thể đe dọa tính mạng của người bệnh nữa. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị về tình trạng phù chân ở người cao tuổi với hy vọng là chúng ta sẽ có thể giúp đỡ cho những người lớn tuổi trong nhà bớt đi cái tình trạng khó chịu và quan trọng là phòng ngừa ngay từ đầu để tránh tình trạng này gây ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Và cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Bác sĩ của bạn vào sáng ngày mai. Xin chào.